Tay xin chào tất cả mọi người nha. Rất vui được gặp lại mọi người ở trong video tiếp theo của Tay. Khi sáng ngày Tay có hái mũi khế nha. Tay vừa mới giữ trâu xong. Bây giờ là 11 giờ rồi. Thì Tay tính là sẽ nướng khế ăn thử nha. Khi sáng Tay có hái được một số trái khế nha. Mấy trái khế Tay hái ở cái cây chỗ gần nhà Tay á. Nhà Tay có một cái khế rất là to. Tay hái có một số trái xanh và một số trái Tay rụng nó rớt xuống nó bể hết trơn. Thì bây giờ Tay sẽ đi kiếm ít củi để đốt nha. Tay sẽ đốt lửa than ở chỗ bờ ruộng này nha. Để tôi dọn này cho nó sạch sẽ đó. Bây giờ tôi sẽ chờ khoảng 50 phút gì đó nha, cho cái lửa nó cháy thành lửa than hết, sau đó tay mới nướng được nha. Khi nãy giờ tới chờ thì lửa cũng đã tàn rồi nha. Bây giờ tôi sẽ bỏ khế vào trong này. Đây là lần đầu tiên tôi nướng khế thì không biết như thế nào, ăn có ngon hay là không. Để tôi nướng thì ăn thử. Có một số trái nó bị dập do tay rung rớt khi đất nó bể. Tay bảo khoảng như này thôi nha, để tay nướng thử ăn như thế nào. Khi nãy lửa nó vừa tắt thì tay vừa đốt lại nha, để cho nó có lửa than cho nó nhanh chín. Tay sẽ chờ khoảng 50 phút nha, cho cái lửa than nó cháy hết. Như có một số trái nó bị cháy đó mọi người. Lửa than cũng tắt hết rồi nha. Bây giờ tay sẽ lấy ra ăn thử, không biết nó có chín hay không. Nó còn rất là nóng luôn. Thì đây là lần đầu tiên mà tay nướng khế ăn thử, không biết như thế nào đây. Đây là ẩm thực bữa đây, không biết ăn có ngon hay không nè, hay là ăn chua lai chua lét luôn. Cái cảm giác ban đầu là khế nó ít chua lại. Bình thường là khế xanh rất là chua, nhưng mà khi mình nướng xong là nó ít chua lại. Nó có vị ngọt ngọt, bùi bùi, thơm thơm, với lại cái mùi giống như cái mùi mà mình gác bếp á mọi người. Như mà thịt mình gác bếp á, cái mùi nó y mùi khói đó. Nó có vị chát chát nữa. Đây là lần đầu tiên mà tay nướng thử đây.
Tay xin mời nha. Chị đánh trái nào lại chua. Hình như trái này nó chưa chín á, nó còn xanh xanh nè mọi người, nó chưa chín lắm. Lá chua quá. Tôi sẽ ăn trái chín nha. Cái còn trái xanh xanh á, ăn nó chua lắm. Tay đang ngồi chỗ cái đám ruộng gần cánh đồng nhà tay á, thì cái chỗ cánh đồng nhà tay bữa nay lúa bắt đầu nó mới trổ, lúa nó xanh gần trổ rồi mọi người, nhưng mà trời rất là nắng nên ruộng nó khô rang hết trơn nè. Khi đây nướng có một số trái nó bị cháy luôn. Cái khế này là khế chua nha, chứ không phải khế ngọt. Thì khi mình nướng xong thì nó sẽ ít chua lại. Còn bình thường là ăn sống là rất là chua. Khi tay nướng xong thì cái cảm giác nó là ít chua lại nha. Cho cái nào nãy ta quên đem nước nên nó bị dính to mọi người, chúng ta phải chùi sơ đi nha. Tay xin mời nha. Thì tay ăn vài trái thôi nha, vì bây giờ cũng là 12 giờ trưa rồi, người ta phải đi về ăn cơm trưa nữa. Đây là lần đầu tiên mà tay nướng khế nha, ăn thử. Thì nó chín thì nó sẽ đỡ chua hơn, còn nó không chín là nó chua lắm, nó chua y mà mình ăn sống vậy. Thì có lẽ video của tay sẽ kết thúc ở đây nha. Thì nếu mà người thích video thì đừng quên là cho tay một like, một lượt chia sẻ cũng như đăng ký kênh để ủng hộ tay có động lực để tay làm ra nhiều video hơn nữa cho mọi người xem nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.